À, chào bạn, Quý Đức Hoa thứ hai sẽ của bạn về chiếc máy bay không người lái có khả năng quay phim, có tên là Mavic Go Platinum của hãng DJI. Thì phiên bản Platinum này nó khác với phiên bản Mavic Go thường ở chỗ là ở đây là nó có cái màu Platinum là một cái màu vàng vàng đồng mới nhất, còn phiên bản Mavic Go thường thì nó chỉ là màu xám. Cái điểm khác biệt thứ hai là của cái Mavic Go Platinum này là nó giảm độ ồn so với cái phiên bản Mavic Go thường, thì hãng DJI có nói là giảm được 4 decibel, tương đương với 60% tiếng ồn của động cơ. Cái điểm khác biệt thứ ba là cái pin của Mavic Go thường thì nó có thể bay tới 27 phút, còn cái Mavic Go Platinum này nó có thể bay lâu hơn là 30 phút, thì trên lệnh là 3 phút. Thì ở đây chúng ta thấy có cái tên là Mavic Go Platinum. Ở đây là cái hình chiếc máy bay. Ở phía dưới này là cái hãng DJI. Ở phía sau là có in một số thông tin của nhà sản xuất. Thì cái này nó xài được với các điện thoại Android và dùng app của Google Play và iPhone là Apple Store. Đây có logo DJI và cái mã code. Và bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra để xem chi tiết bên trong cái máy bay Mavic Go Platinum có khả năng quay phim độ phân giải 4K. Và bây giờ mình sẽ mở cái chiếc hộp máy bay không người lái Mavic Go Platinum này ra để xem bên trong có những phụ kiện như thế nào. Mình lấy từ bên bên trái qua trước nha các bạn. Thì đây là đầu tiên chúng ta thấy có một cái chiếc remote control. Thì cái chiếc remote control này nó khá nhỏ, nó có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của Đức Hà. Thì đây mình có cái control của cái PlayStation 4 thì nó cũng khá là nhỏ. Mình các bạn có thể so sánh ha. Rồi, để cái remote control này qua một bên. Ở đây là nó có một cái số cái cáp mà DJI tặng kèm theo. Ở đây có một cái cáp USB Type-C để cho kết nối remote control này với các thiết bị điện thoại di động của Android USB Type-C mà mới nhất. Một micro USB để sạc cho cái remote control và một sợi cáp nguồn. Thì là một cái sợi cáp micro USB để cho các thiết bị Android đời cũ. Cái tiếp là cuốn sách hướng dẫn sử dụng mà DJI tặng cho kèm cho chúng ta. Ở đây có một cái thẻ sơ bịch của DJI. Cái tiếp là một cái adapter sạc Mavic Go Platinum. Thì mình gắn cái cáp nguồn vào đây. Adapter này nó có thêm hai cổng USB dùng để sạc cho cái remote control và vừa hoặc là dùng để sạc cho các thiết bị điện thoại di động. Ở đây có một cái Mavic Go Platinum. Phần kế tiếp bên trong cái hộp này là hai bộ cánh mà hãng DJI tặng kèm theo cho chúng ta. Không phải hai bộ cánh mà là tới bốn bộ cánh là các bạn. Mỗi bên có hai bộ. Mình bất ngờ là hãng DJI tặng cho mình tới bốn cái cánh. Có lẽ là phiên bản Mavic Go Platinum này hãng DJI nó tặng nhiều hơn. Rồi, cuối cùng là nhân vật chính của chúng ta, chiếc máy bay không người lái có khả năng quay phim 4K có tên là Mavic Go Platinum. Và bây giờ Đức Hà sẽ giới thiệu cho các bạn remote control này trước. Cái remote control này nó cũng khá là nhỏ gọn. Ở phía trước chúng ta thấy có hai cái cần tăng độ cao và hạ độ cao. Cái này là điều khiển bay lên cao xuống qua phải qua trái. Ở phía trước này có cái nút playback
một cái màn hình hiển thị thông tin ở đây và một cái nút zoom in và zoom out. Ở đây có nút cái nút nguồn, cái nút này thì mình cũng chưa biết là nút gì. Phía trên này là có hai cái anten. Hai cái anten này để kết nối với cái con Mavic Go Latinum này. Ở đây có cái nút quay phim, ở đây là có nút chụp hình. Còn đây là cái nút điều khiển gimbal của cái Mavic Go Latinum. Còn đây là cái nút tăng giảm tốc. Ở phía đáy có hai cái nút custom. Mình có thể đặt cái chức năng vào hai cái nút này. Đây là cái cổng kết nối cho điện thoại vào cái remote control. Ở phía bên đây có cái nút chế độ bay, chế độ bay thường và chế độ bay thể thao. Chế độ bay thường thì tốc độ bay nó sẽ chậm hơn tốc độ bay ở chế độ thể thao. Thì ở chế độ thể thao các bạn có thể bay với tận tốc tối đa là 65 km một giờ. Thì cái remote control này nó có thể hoạt động tầm xa 7 km theo hãng DJI cho biết. Nhưng mà các bạn cũng không nên bay ở tầm xa 7 km vì đôi khi cái pin này nó không đủ để. Và đây là hai cái pad để mà mình gắn cái điện thoại vào ở đây để mà mình nhìn thấy thông tin khi cái cảnh mình quay được ở đây. Thì mặc định cái hãng DJI có để sẵn một cái cổng Lightning dành cho điện thoại iPhone, nhưng mà mình sẽ dùng cho điện thoại Android thì mình sẽ thay thế cái cổng cái cáp này. Bà trở về. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới cái con Mavic Go Latinum. Thì ở đây chúng ta thấy có một cái miếng bằng copper để bảo vệ cho cái gimbal và cái camera này trong tình trạng mình cất giữ hay mình đi đâu đó mình bỏ vào cái túi xách, nó sẽ không bị làm hỏng cái camera và cái gimbal. Thì để mở cái này ra thì mình chỉ cần nhấc ở đây, mình kéo nó ra thôi. Ở đây nó có thêm một cái khóa gimbal để cho không cái gimbal này nó không bị rung lắc khi mà di chuyển ở trong cái túi xách của chúng ta. Mình bóp nhẹ vào, mình kéo nó ra. Thì đây là cái camera của cái con Mavic Go Latinum. Thì cái camera này nó có độ phân giải là 12 chấm megapixel, khả năng quay 4K ở 30 khung hình trên giây. Thì đây là cái gimbal chống rung ba trục. Đây là trục thứ nhất, ở đây là trục thứ hai, ở trục thứ ba nó nằm ở đây ngay cái phần camera. Thì phía trước này nó có hai cái cảm biến để mà bay. Khi mà cái cảm biến này nó sẽ phát hiện vật thể và bức tường hay là cây cối thì máy bay nó sẽ tự động ngừng lại. Ở phía sau này có một cái đèn led kết nối. Và bây giờ mình sẽ mở cái cánh này ra cho các bạn xem. Thì hai cái cánh trên mình chỉ cần kéo nó ra và thôi. Rồi còn hai cánh dưới thì mình kéo xuống. Kéo nó xuống. Cánh bên đây cũng vậy. Rồi mình kéo nó xuống như thế này. Ở đây nó có một cái mật khẩu để mà mình điều khiển cái con Mavic Go này bằng điện thoại di động. Thì ở đây chúng ta thấy có bốn cái cánh xếp. Thì để mở được cái bốn cánh xếp này thì chúng ta ấn nó xuống, vặn nó ra. Thì để lắp lại chúng ta cũng làm như vậy. Ấn nó xuống, vặn nó vào. Thì cái cánh của con Mavic Go Latinum này nó có thể xếp vào, nó khác với con Mavic Go Phantom thì không thể xếp vào.
Ở đây nó có một cái thẻ cắm thẻ nhớ microSD. Để mình mở ra cho các bạn xem thẻ nhớ này. À, đây là cái thẻ nhớ SanDisk 16GB được hãng DJI tặng kèm. À, phía trên thẻ nhớ này thì có một cái nút chọn chế độ bay ở chế độ Wi-Fi. À, bay chế độ cái Wi-Fi thì chúng ta có thể bay với các thiết bị điện thoại di động và không cần cái remote này. Còn nút bên đây là cái nút bay với remote. Còn ở phía dưới này nó có cảm biến mặt đất để giúp cho cái thiết bị DJI Mavic Pro Platinum này bay với điện thoại di động bằng Wi-Fi thì nó sẽ xác định cái điều kiện bay ở dưới mặt đất để cho cái máy bay nó ổn định hơn. Bên trái này thì có một cái cổng micro USB dùng để kết nối với cái laptop hay là các máy tính để bàn. Ở đây có một cái logo của DJI ở phía sau. Thì để mở cái cục pin này ra thì chúng ta bóp cái phần này. Hai bên hông thôi có hai cái nút bóp này ra. Rồi, cái con này nó mới, mình chưa có bóc cái tem này ra nữa. Thì đây là cục pin của cái con Mavic Pro Latinum. Thì cái cục pin này nó có thể bay 30 phút, dài hơn 3 phút so với cái phiên bản Mavic Pro. Thì để sạc cho cái cục pin này thì chúng ta cần cái adapter này, mình kết nối vào dây như vậy. À, cũng khá là đơn giản. Rồi. Thì ở đây nó có thêm cái hai cổng USB thì mình vừa sạc cho cái cục pin của con Mavic Pro Platinum này thì mình cũng vừa sạc pin remote control này qua một cổng USB nữa mình để sạc cho cái điện thoại luôn trong trường hợp mình bay bằng remote control và điện thoại. Như vậy là có thể sạc một lúc ba thứ. Và đây là tất cả những gì nó có trong hộp. Một cái sách hướng dẫn sử dụng, cái remote control, sợi cáp nguồn và cái bộ bảo vệ gimbal. Được tặng kèm thêm 4 bộ cánh, một cục pin, các loại cáp dây kết nối và con máy bay DJI Mavic Pro. Đức Hà vừa hoàn thành video tập hợp với chiếc máy bay không người lái có khả năng quay phim 4K của hãng DJI có tên là Mavic Pro Platinum. Thì bây giờ mình chưa thể bay cái thiết bị này ở ngoài đường được. Và sau khi mình đăng ký với Cục Hàng không Liên bang Mỹ với giá là 5 đồng cho 3 năm thì lúc đó mình mới được phép bay ở ngoài đường hoặc là ở ngoài nơi công cộng ngoài đường ở Mỹ. Thì khi mình đăng ký thì Cục Hàng không Liên bang Mỹ sẽ cho cấp cho mình một cái số để mình để dán vào máy bay không người lái DJI này thì mình sẽ bay thử ngoài đường cho các bạn xem. Rồi, bây giờ cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Hẹn gặp lại ở clip lần sau. Xin chào các bạn.